Như vậy phần phân tích của các bạn ở đây, nhắc lại cái phần phân tích cho các bạn. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ phân cả cái máy tính của chúng ta. Đó, chúng ta chia thành một cái git layout và có 4 dòng. Và trong cái layout mới thì các bạn lại chia nó một cái panel. Trong cái panel này bạn lại chia ra một cái git mới. Được chưa? Mình phải điều khiển được như vậy thì mình mới dễ code. Chứ nếu như mà các bạn không hình dung được là mình code cái gì thì rất là khó. Được không nào? Như vậy thì ở chỗ này mình đang code theo cái dạng là MVC. Cho nên là cái label chỗ này first num, second num và cái result cũng như là các cái nút bấm, chúng ta phải khai báo nó là biến toàn cục thì chúng ta mới thao tác được trên những cái phương thức khác nhau. Đó là những cái mà chúng ta cần phải khai báo biến toàn cục. Đó. Rồi chúng ta sẽ vào làm bài số 2. Bài số 2 hồi nãy thầy để tiếng Anh thì bây giờ mình để tiếng Việt đi. Máy tính. Bỏ túi ha. Máy tính. Trong phần máy tính này chúng ta lại làm theo mô hình MVC, cho nên thầy sẽ tạo ra một cái phương thức khởi tạo máy tính, tạo ra một cái hàm main. Bình thường thì các bạn viết một cái dự án các bạn chỉ có một main thôi, còn mình đang xài là ứng với mỗi class mình đều có một main để mình chạy, mình thực thi luôn, mình test luôn là mình có main. Còn bình thường thì các bạn viết một cái phương thức, một cái class là máy tính thì các bạn không có đưa main vô trong đó, mình có thể gọi nó ở một cái class khác. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái phương thức gọi là giao diện. Như vậy thầy sẽ ghi ở đây ví dụ như là public void máy tính GUI là mình sẽ viết giao diện cho nó. Phần này mình chỉ viết giao diện thôi, mình không có làm gì trong này hết. Như vậy trong cái GUI này thì hồi nãy thầy nói là mình có một số cái đối tượng mình cần phải khai báo toàn cục. Thứ nhất là một cái frame. Frame này mình để làm main. F main. Rồi một cái nữa là retest field. Mình sẽ có là TXT số 1, TXT số 2, TXT kết quả. Đây. Cái bài lúc nãy thì thầy dùng tiếng Anh, bây giờ bài này chúng ta dùng tiếng Việt cho nó có hai cái khác nhau. Số 1, số 2 và kết quả. Rồi mình có re-button. Mình sẽ có btn cộng btn trừ btn nhân btn chia. Còn gì cần phải khai báo toàn cục nữa không? Các cái panel thì trong cái GUI này mình xài thôi, còn cái phương thức mà tính toán thì chắc không cần. Đó, thì mấy cái này là mình đang xài toàn cục thì mình sẽ khai báo trước. Trong cái này chúng ta sẽ có là fmain là cái chính của mình sẽ bằng new reframe và mình đặt tiêu đề cho nó là máy tính bỏ túi. Rồi trong cái main này
chúng ta sẽ set cho nó là set size. Set size thì đối với cái này chắc mình để nó size của nó bề ngang khoảng cỡ 400, bề cao 300. Tùy rồi mình chỉnh sau. Main set size. Ở trong cái phần ví dụ của lab 1 bài 1, các bạn thấy một cái đoạn code mà khi chúng ta đóng ứng dụng, đóng cái cửa sổ thì ứng dụng nó đóng luôn. Theo các bạn đoạn code nào biết không? À, chỗ này. Chỗ này thì nó khác với cái lệnh, nó tương đương với cái lệnh gì của mình làm hôm trước. Ok, set default ha. Set default close operation. Đó. Ok, tốt. Chỉ nhớ lại là ok. Như vậy ở đây mình sẽ làm, thay vì mình làm giống bài 1 lab 1 thì mình có thể là app main. Hai cái nó có tác dụng khác nhau các bạn. Set default. Ở chỗ này thì chúng ta chỉ có thể làm gì? Chỉ có thể set cho nó thực hiện một chức năng cơ bản. Còn giả sử các bạn có một cái ứng dụng như thế này. Ví dụ như các bạn có Notepad. Các bạn gõ xong. Đây, đóng đây nè. Nó hỏi gì? À, lưu hay không? Như vậy, nếu như mà mình dùng cái lệnh này thì nó không hỏi. Nó không hỏi. Nhưng nếu các bạn viết giống như lab 1 bài 1 thì các bạn có thể đưa một cái đoạn code vào đây. Hỏi là có lưu hay không. Nếu lưu thì làm gì, nếu không thì làm gì. Là bạn đưa đoạn code vào đây. Như vậy hai cái nó có hai công dụng khác nhau. Tùy mình điều khiển nó. Rồi ở đây sau khi mình set cái này thì mình set gì nữa nào? Cho nó vô giữa. App main. Mình sẽ set local cho nó, location cho nó. Rồi còn gì nữa không? App main chấm set visible trước. Bây giờ trên hàm khởi tạo mình gọi cái hàm tạo giao diện. Rồi trong cái hàm main thì chúng ta sẽ lấy cái máy tính này ra. Máy tính bằng new máy tính chấm phẩy. Như vậy chúng ta đã chạy được cái máy tính của mình lên rồi. Đó, chạy được cái máy tính này. Tiếp tục chúng ta sẽ thêm vào. Như vậy lúc nãy mình nói là đối với lại cái bài này chúng ta sẽ có một cái panel chính để chúng ta thêm vào. Tương tự như là bài 1 thì chúng ta sẽ có một cái panel chính. Đối với lại cái frame nè, thì các bạn chia cái layout của nó ra là 3-1. Mình chia thành 4-1. Và có các cái panel mình thêm vào. Như vậy ở đây, sau khi mình tạo xong, thì chỗ app main bạn có thể là set layout bằng new get layout. Mình cho ở đây là 4.1. Rồi, dòng đầu tiên mình đưa cái gì? Số 1. Bây giờ mình đang làm bài máy tính. À, một cái label, một cái text field. Như vậy mình sẽ bỏ nó vào một cái control, một cái panel nhỏ. Thì cái panel nhỏ đó mình sẽ để cũng là git layout luôn. Thì nó sẽ đẹp. Ha. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ tạo ra đây một cái panel. Repanel của chúng ta
VPN mình để là số 1 panel đi ha. Số 1 panel bằng new cPanel. Và đối với lại cái cPanel này, chúng ta sẽ set layout cho nó là new git layout 1.2, một dòng hai cột, một dòng hai cột. Và tại chỗ này chúng ta sẽ thêm vô đây một label, thêm vô đây label g label lbl số 1 bằng new g label, mình ghi vô đây số thứ nhất. Rồi cái tích field nãy ở trên kia mình có rồi, tt số 1 bằng new g tích field. Chỗ này các bạn đưa cái độ rộng vô nhé. Nếu mà các bạn không đưa độ rộng thì nó sẽ bị bóp lại nhỏ xíu xíu, không có ký tự nào hết. Các bạn cho độ rộng là 30 thì coi nhé. Rồi mình sẽ có cái số 1 panel chấm add lbl số 1, số 1 panel của mình chấm add txt số 1 và main fmain của mình chấm add cái số 1 panel vào. Như vậy mình đã đưa được bạn đầu tiên, mình đã đưa được bạn đầu tiên vào trong cái frame của mình. Tạo ra một cái panel, đưa cái số vào, đưa cái test vào, chạy thử nào. Đây, bởi vì mình đưa nó vô git layout cho nên nó full luôn, nó full. Còn nếu mà bạn muốn chỉnh thì tí nữa chỉnh sau, bây giờ mình cứ để cho nó full trước đi. Tiếp tục mình copy cái này ra, mình có số thứ hai. Đó, ví dụ như chỗ này mình để là số 1, chỗ này mình để là số 2, số 2 cPanel, cPanel 2, LBL 2, số thứ 2, số 2. 2 2 2 2. Rồi tiếp tục chạy lên, có số thứ hai. Tiếp tục cái phần kết quả, copy cái này ra, kết quả cPanel, kết quả kết quả kết quả chỗ này lbl kết quả số txt kết quả rồi. Như vậy giao diện mình đã thêm được cái nữa, số thứ nhất, số thứ hai, kết quả. Giờ thêm bốn cái nút, bốn cái nút vào nữa là xong.
Như vậy chúng ta sẽ copy thêm cái này ra. Chỗ này là nút bấm. Nút bấm của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái này là nút bấm signal kết quả. Nút bấm bên nào. Rồi trong cái nút bấm này chúng ta set cái gì? Layout của chúng ta thì chúng ta không cần phải dùng đến git layout mà chúng ta sử dụng flow layout là được, bởi vì nó chỉ cần xếp ngang là được. Và trong này cũng không phải là label mà chúng ta sẽ lấy là btn cộng bằng new repattern, chỗ này dấu cộng dấu trừ dấu nhân dấu chia. Cộng trừ nhân chia. Nhân chia. Panel của chúng ta thì chúng ta sẽ thêm các cái nút này vào. Thêm 4 nút vào. Cộng trừ nhân chia và chúng ta sẽ thêm nút bấm panel. Rồi giao diện của chúng ta đã xong, giao diện chúng ta đã xong, cái kết quả nó bị gì đây? Nút bấm kết quả, nút bấm chỗ này cái layout của mình là do mình lấy cái nút bấm mình set chứ sao lấy cái kia set. Rồi ok, được chưa? Rồi như vậy cơ bản là mình làm xong, còn các bạn muốn chỉnh đẹp lại thì tí nữa chúng ta chỉnh độ cao. Như vậy việc của chúng ta bây giờ là viết các cái sự kiện cho các cái nút này, cộng trừ nhân chia, để lấy được kết quả này. Và nếu như bạn muốn mà set cho bình thường khi mà chúng ta gõ thì các bạn mong muốn là nó cánh phải, cánh phải. Vậy chỗ này các bạn có thể là tìm hiểu thêm để set cái test của nó là cánh phải. Còn nhiệm vụ của mình làm giao diện xong. Bạn nào muốn đẹp chỉnh thêm. Rồi cái tiếp theo mình làm là phần tính toán. Phần tính toán. Như vậy mình sẽ có là public, public void. Phần phép tính đi. Sử dụng các cái xử lý sự kiện cho các cái nút cộng trừ nhân chia và tính ra kết quả. Trong đề người ta hướng dẫn cho mình một cái phương thức để kiểm tra xem thử là có null không. Nếu mà null thì thông báo. Về cái bài này nó ở Java 2 chúng ta đã làm rồi. Nếu trong trường hợp này thì số 1 và số 2 là kiểm tra tuần tự hay là hiển thị validate cùng lúc. Cái này kiểm tra trước đúng thì mới kiểm tra cái sau. Tương tự hay là cùng lúc? Tương tự ha. Nếu như mình muốn nó kiểm tra cùng lúc thì mình sửa code được không? Được nha. Tại vì chỗ này các bạn nhớ control được code chỗ này. Như vậy mình sẽ có một cái phương thức là check code
để kiểm tra là kiểm tra có null không. Public, public của chúng ta xem thử kiểm tra có null hay không. Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ có một cái phương thức là check null, thì nó sẽ trả về kiểu colon. Kiểm tra check null, mình sẽ return, bởi vì nó đang lỗi cho nên mình cứ return true cái là hết lỗi. Và khi mà các bạn viết code á, thầy thấy có một số bạn code mà các bạn để cả vài chục dòng có màu đỏ luôn. Không nên. Cứ mình viết ra một dòng mà nó xuất hiện lỗi là sửa liền, sửa ngay. Còn bạn để càng nhiều lỗi là bạn check không kịp, rất là rối. Chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra nếu, nếu cái gì? Nếu txt số 1 chấm get test chấm equal với rộng, còn không thì bạn kiểm tra là is empty cũng được. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ reoption panel, các bạn chọn show message, show message, và các bạn sẽ đưa message là không để giữ liệu trống. Người ta có viết thêm dòng nữa, dòng đó để làm gì ta? TT số 1 chấm request, request for code để làm gì? Đưa con trỏ về ngay vị trí ha. Và return phone. Tương tự như vậy, các bạn sẽ L if lại cái này. Nếu như số thứ hai mà bằng rộng thì cũng tương tự như vậy, forecast về số thứ hai. Như vậy chúng ta đã cheat code xong. Bây giờ trong các phép tính này thì nó có một số cách viết, bạn có thể là viết sự kiện cho từng nút một, sự kiện cho từng nút một. Ví dụ mình viết đơn giản trước, mình lấy là btn cộng chấm add gì nè, add gì, action listener ha, add action listener. Và phía bên trong này chúng ta sẽ new một cái action listener và mình xử lý sự kiện cho nó ở đây. Đó, xử lý sự kiện. Nếu như cái nút cộng mà bấm xuống thì làm gì? Nếu nút cộng bấm xuống thì làm gì? Thì mình sẽ kiểm tra check null. Nếu mà check null đúng thì mới làm, còn không thôi. Vậy mình sẽ làm gì? Lấy số thứ nhất cộng số thứ hai, hiển thị kết quả. Mà cái check của mình mới check null thôi, còn cái việc mà người ta gõ vô ký tự mình chưa check. Vậy thì ở bài này nó có khả năng là các bạn sẽ cứ mặc định là số. Còn nếu mà bạn không mặc định thì chúng ta dùng gì? Dùng gì để mình chắc chắn rằng đó là số? À, mình sẽ dùng try catch vô. Được chưa? Nếu như bạn try catch thì bạn có thể check ở bên trên cũng được, hoặc là check ở đây. Như vậy mình sẽ lấy trong cái phép tính này, mình sẽ có một cái float số 1, số 2, kết quả. Chỗ này mình sẽ try catch cái gì? Mình sẽ lấy số
1 bằng số 1 bằng plot của chúng ta. Chúng ta sẽ ép qua luôn. Bad plus txt số 1 chấm get test. Cái này là của Java 2 rồi, không có gì mới nha. Chấm get test try get e chấm print. Số 1 plot số 1 plot value of của plot số 1 txt bad plot test số 1, đúng rồi, số 1 bad đúng rồi, không ép thường thì cũng được, nhưng mà ép hoa thì cũng được, ép thường là nguyên thủy rồi. Chỗ này exception đang ép kiểu qua. Bây giờ mình ép trước đi, try sao đi. Ép get test. Bạc số get test có gì đâu, plot số 1, ok. Số 2 txt số 2 và kết quả sẽ bằng số 1 cộng số 2 và txt kết quả chấm set test kết quả cộng. Rồi, như vậy là mình đã có được phép tính cộng. Rồi, bị gì? Thứ nhất là mình chưa gọi cái phương thức này. Như vậy ở chỗ này chúng ta trong cái phần main, trong phần main của mình, mình sẽ gọi máy tính chấm phép tính. Rồi, không được để trống 1, không được để trống
3, 5. Xong phép cộng, làm đơn giản chưa validate đầy đủ. Nếu như chỗ này của mình mà chữ là nó sẽ báo lỗi. Đó. Chỗ này để trống 4. Mình ép kiểu qua là nó lỗi liền. Mình phải try kết lại. Try kết lại chỗ này. Hồi nãy mình để cái biến nó ở ngoài nó không hiểu. Cho nên là mình đẩy vô đây. Try kết vô đây. Ok. Đối với lại ép kết quả năm phục mét sao vẫn lỗi ta, e chấm print number phục mét nó quăng cái lỗi ra. Đúng rồi, vậy là mình phép tính này mình sẽ phải extend cái number mới được, nó mới cho ném cái lỗi ra ngoài. Ok, như vậy các bạn sẽ sử dụng cái phần ném lỗi ra. Rồi, tương tự chúng ta sẽ có nút trừ. Nút trừ. Trừ thì chỗ này chúng ta sẽ thay bằng dấu trừ. Và nếu các bạn viết như vậy thì nó khá là dài. Nhân thay chỗ này bằng dấu nhân. Chia thì có phải là cứ thay bằng dấu chia là được không? Chia còn gì không? Chia mình cần kiểm tra gì nữa không? À, chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra nếu số 2 bằng 0 hoặc 0 bằng 0 thì mới chia, còn không thì thôi. Đó, khác 0 thì mới chia, còn nếu bằng 0 thì không được, không chia được. Rồi các bạn validate kỹ hơn nhé, thông báo thông đồ đầy đủ. Còn thầy chỉ làm cơ bản như vậy. 3, 5 cộng là bằng 9, trừ bằng âm 1, nhân bằng 20, chia bằng 0.8. Như vậy mình đã code xong cái bài máy tính chưa validate. Chưa validate. Và cái thứ hai là cái giao diện của mình chỗ này hơi lớn, bởi vì nó full size. Khi mà mình dùng cái git layout thì tự động nó full size. Bài này chưa cần các bạn làm đẹp. Chưa cần. Bởi vì nó còn có bài sau về layout nữa. Cho nên là mình làm đến đây là ok rồi. Được không nào? Như vậy chúng ta xem lại cái phần của chúng ta. Set phần giao diện số thứ nhất, số thứ hai. Test field. Đó, test field. Thêm các cái panel để cho nó chứa các cái thành phần. Ví dụ như cái panel này. Các bạn bỏ luôn cái floor layout coi nó ra cái gì. À, tại vì mình quên, tại vì mình không set, mình bỏ luôn. Nó không ảnh hưởng, mình sẽ set layout cho nó. Set border layout cũng được. Rồi, cơ bản là mình đã làm xong bài 2. Bài 3 tương tự. Bài 3 không có gì đặc biệt cả. Bài 4 thì chủ yếu là cái phần model, cái phần code của các bạn á. Phần code mà để xử lý các cái nút á thì nó khó cái phần bài 4 thôi. Chứ còn bài 2, bài 3 thì cơ